Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, liên quan tới bản án 12 năm tù dành cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với thân phụ của ông Michael, đó là cựu đại tá binh chủng bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước kia, ông Nguyễn Văn Nam, hiện nay ở Houston, Texas. Xin chào ông Nguyễn Văn Nam ạ. Dạ, xin chào ông Lân, xin chào các đồng bào toàn quốc. Có lẽ là ông cũng đã nghe qua, theo dõi rất là kỹ về cái bản án liên quan tới con trai của ông. Ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông cũng như gia đình khi nghe về cái bản án này, thưa ông? Thì cảm nghĩ của tôi đầu tiên tôi xin nói á, tôi rất là buồn. Bởi vì cái việc rằng bản án này đó, nó không có rõ ràng và không có chính xác. Và sự cáo buộc thì nó quá nặng nề. Thì tôi chỉ 12 năm nhìn nó quá nhiều đi, thì tôi rất là buồn. Nhưng mà cái việc đó là việc làm của ở trong nước, thì tôi không sao làm sao mà tán gán được. Việc đó là việc của họ là làm năng, họ cáo buộc. Ví dụ như có nói rằng, có Nguyễn như tù là tuyển mộ 100 người, nhưng mà giờ mất một người à. Coi như một người đó là quen bạn bè đó, em mất hết gì đó, mà nói chỉ người đâu, nhưng mà lật đổ trên việc đó, nói Nguyễn nó hơi, hơi xa vời quá, thì cho nên tôi rất buồn. Và cũng như là ở tòa đại sứ Việt Mỹ ở tại bên đó, có mấy người phát ngôn công nhân cũng nói rằng rất là thất vọng vì cái bản án quá nặng. Bởi vì một người cái tội danh nó rất là mơ hồ, mà xử án như vậy thì quá nặng. Ai chắc chắn ai cũng buồn hết. Trong suốt thời gian qua, từ khi mà ông Michael Nguyễn bị bắt cho tới nay đó, thì ông có dịp, ông hoặc là gia đình có dịp tiếp xúc với ông Michael qua điện thoại hay như thế nào hay không, thưa ông? Dạ, tôi biết rằng không thể nào mà ông ở trong nước không có cho tiếp xúc, ngay cả các luật sư cũng không tiếp xúc được. Mà gia đình nó thì không tiếp xúc được, thì tôi làm sao tôi tiếp xúc được. Và lại tôi không có liên lạc được với người ở trong nước, và không biết người nào có thể để nói được như vậy ngành công việc ở trong nước, thì làm sao mà tiếp xúc được. Không thành ra đó là điều rất là buồn. Thành ra muốn tất cả gì, những cái cáo buộc gì thì do nó trong nước nói không, tôi không biết là không tin rõ ràng, và không có tin là sự việc nó có lỗi như vậy, mà họ cáo buộc như vậy mình cũng phải chịu thôi. Không có liên lạc được trực tiếp, nhưng mà có bất cứ cái sự nhắn tin nào từ ông Michael Nguyễn về gia đình hay không, thưa ông? Có bất cứ một cái thông điệp nào từ ông Michael Nguyễn về gia đình hay không ạ? Từ gia đình thì tôi vừa nghe thì con dâu tôi chứ là Helen đó, là vợ của Phương đó, thì có liên lạc với lại mấy đứa con của tôi. Tôi nói cho biết rằng Phương thì là vẫn hôm trước đi Úc, bây giờ thì cũng khá được. Và cái liên lạc nhau thì vợ nó cũng không làm được, không liên lạc được với chồng, mà chỉ qua tòa tổng lãnh sự của Hoa Kỳ ở tại bên Việt Nam, và họ chưa biết tình họ đã có gặp Phương bao nhiêu lần ở đây, và tình trạng sức khỏe thì cũng tốt chứ không có tốt. Và Phương thì có nhắn về như vợ nói rằng có gửi thêm cho thuốc uống bổ đi, thuốc bổ cho Phương, nhắn như vậy thôi. Tôi thấy cái đó là công việc của mình, không có gì mà đáng mà nói hết. Thành thứ ra tôi liên lạc với mấy đứa nhỏ, mấy đứa con dâu tôi với mấy đứa cháu nội thôi, đi qua bên đây thăm tôi chỗ này. Và tôi cũng thấy tôi rất buồn, rất khổ sở về cái việc thiếu cha như vậy. Thì tâm trạng mấy đứa người tôi thì ông trường hợp thì cũng rất là buồn. Mà tôi thì hôm nay là 86 tuổi rồi, đâu phải gì nhỏ mọn gì đâu,
mà không biết định thương đối với con của cháu như vậy. Thì cái cảm nghĩ của tôi mà tôi trở lại thêm tôi là rất là buồn. Thưa ông, cái chuyện mà khi ông Phương gọi về gia đình đó, nhắn về cái việc mà như ông nói là gửi thuốc bổ cho ông ấy đó, ngoài những cái chuyện sinh hoạt ra thì ông Phương có nhắn nhủ gì liên quan tới những cái vấn đề liên quan tới lý tưởng của ông Phương khi về Việt Nam hay không thưa ông? Dạ, không có nói, không nói. Chắc chắn là nói đâu có được. Với bản án như vậy thì ông có tin rằng là ông Phương có bất cứ một cái hoạt động nào khi về Việt Nam đã tham gia hay không? Nếu không phải là như ông nói rằng là ông không có tin rằng là có thể đi vận động người để mà lật đổ chính quyền đó, thì ông nghĩ rằng có bất cứ một cái việc gì đó nó liên quan tới cái sinh hoạt chính trị mà ông Michael Phương Nguyễn đã làm ở Việt Nam hay không? Tôi thử thật, tôi nói một cái tin danh dự mà tôi tin người nói thật là 100% không có gì là nói sai. Tôi không hề biết nó đi về đó mà làm cái gì hết. Nó liên lạc với người nào tôi cũng không biết nữa. Vì chi hay tin thì là lên nó mất tích. Đã vậy thôi. Và tôi hỏi tôi thì tôi đâu có biết. Rồi cái cả ông Nguyễn Hồng Chánh đó bên kia là cũng bà cũng bạn của tôi. Ông ấy tôi lấy làm lạ tại sao ông đang không lên tiếng. Chúng ta biết gì đâu mà lên tiếng. Không biết tại sao. Mất tích là sao bị bắt hay cách nào cũng đó là gì mà lên tiếng là thứ thăm dò vậy thôi. Thì bây giờ chỉ biết được rằng thì đó là trong kia cáo buộc là nó mưu toan lật đổ chính quyền ở trong nước, đó là người đó là cáo buộc. Tôi cũng đâu có gì mà nói chuyện như Phương thì hỏi là con có làm gì không, mà đoán mà thì không được, tôi không biết thì không trả lời được. Mà tôi biết nếu mà Phương nó có làm, nó nhận có làm, đó là một quyền tình tin nên làm. Nếu tôi có làm đó, hỏi tôi là có, tôi không sợ. Thì vượt đích như thế nào, và án đập là tùy điểm đó, nhưng mà tôi không có làm thì tôi nói là không có làm, mà có làm thì nhận làm. Đó là ý của tôi vậy. Trong các cái bản tin từ Việt Nam thì chúng tôi có ghi nhận rằng là có viết rằng là ông Phương Nguyễn đã nhận tội làm cái việc này, và nói rằng là vì không hiểu biết về pháp luật Việt Nam cho nên mới vi phạm. Ông nghĩ sao về cái việc mà chính ông Michael Phương Nguyễn đã nhận cái việc của ông ấy làm ở tòa thưa ông? Cái việc mà Phương Nguyễn nhận đó thì tôi cũng nghe trong khi nói vậy, và trong khi trước khi có bản án thì nói là nó nhận tội, nhưng cái tội đó mình mong nó mong luôn lắm. Mà góp ghép mà thành tội, mà nói là tội, thì nó nhận thôi. Chân cứ người, cái ý nghĩ của nó, nằm trong đầu óc nó, nói đâu nói ra. Bây giờ mình nói ra ý định, có âm mưu, lật đổ, thì đó là cái việc người ta nói. Thế là con đứa lật đổ thì nhìn là thực tế là cái gì? Mấy đứa, hai ba đứa, ôm yếu, nhỏ xíu, mà đâu gì đâu. Đâu có cái sức lực gì là bà vận động để mà lật đổ chính quyền nước. Có chuyện là được quăng được. Tôi nói rằng, tôi đã nói là không có lật đổ gì được hết á. Đừng có nói chuyện quan công, nói chuyện việc lập dòng lên. Mình tưởng mình buộc về tập cho mình nhưng mà không có lật đổ gì được. Đâu có làm sao mà một cái cơ chế người ta lật bằng hàng triệu người. Như vậy bây giờ mình một cái que mà làm cái gì mình lật đổ được. Nói chơi chứ, khoe miệng chơi chứ, đâu làm được. Được biết ông cũng là một người có sinh hoạt rất là tích cực ở trong cộng đồng ở thành phố Houston. Ông có nghĩ rằng là những cái sinh hoạt của ông cũng phần nào có ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của ông Michael Phương Nguyễn là con trai của ông để dẫn tới là cái chuyến đi vừa qua rồi cuối cùng bị bắt hay không thưa ông? Không có hiệu quả đâu. Tôi ở đây làm việc với cộng đồng ở đây thì dưới đồng bào trong cộng đồng sẽ có chúng tôi hoạt động với về chính trị, mà cơ trường Phương liên hệ có liên hệ tới Phương làm thì không bao giờ có, vì con tôi ở bên đó cũng cả chục năm nay rồi, mười mấy năm nay rồi, thỉnh thoảng cha con gặp nhau qua lại tâm tiếng thôi, chứ đâu có bằng gì về chính trị đâu.
Và tôi biết rằng với con tôi nó đâu có chính trị chính trị. Làm chính trị thì phải có sức mạnh. À, làm bán giao thì có quyền lợi. Những cái quyền lợi là tài sản, quyền lợi tính chuyện đó, nó có. Và làm chính trị mà không biết gì, được hết là chính trị là gì. Sức mạnh đâu mà làm. Chính trị thì phải nói chính trị, hay là nói chính trị thì dễ, tôi muốn làm chính trị thì không dễ đâu. Rất nhiều nhà đông tin chính trị mà chưa hiểu biết cái quyền lợi. Đừng nói chuyện là, nói là mọi người từ nào giờ, số giờ tham gia vào tổ chức chính trị là hết. Vừa qua thì chúng tôi có một cuộc phỏng vấn với lại luật sư Hoàng Duy Hùng, cũng là một người ở Houston. Thì ông ấy nói rằng là ông cũng là người cách đây nhiều năm cũng đã có biết qua, thậm chí có đi học chung với lại ông Phương Nguyễn. Và ông đánh giá rằng ông Phương Nguyễn là một người rất là điềm đạm, từ tốn, không có vẻ như là người làm cái việc này theo ông ấy, mà có thể nếu có xảy ra thì có một cái thế lực đằng sau hay là một tổ chức nào đó đằng sau đốc thúc vào thì mới có thể có chuyện đó xảy ra. Theo ông nghĩ thì có bất cứ một cái tổ chức nào đằng sau trong cái việc này của anh Phương Nguyễn hay không ạ? Tôi nghĩ là không có cái tổ chức nào đâu. Nếu mà có chuyện nào thì ở trong nước điều tra và hỏi nói thì nó nói rồi. À, nó đi qua nước Mỹ, nó đi về Việt Nam đó không phải là một lần. Đi ra rất nhiều lần, mỗi năm nó về một, hai lần, hai, ba lần không chừng. Vì gia đình tôi ở bên Việt Nam vẫn còn đó. Dân chị tôi và bị cháu tôi cũng đó, đó. Và em tôi đó. Thế ra nó thăm miếng rồi đi về rất nhiều lần chứ không phải là. Bây giờ lúc mà họ có nhu cầu, họ khó khăn thì mở miệng ra nói gì hết là họ buộc tội. Và tôi còn nghe biết rằng nghe là có những người cán bộ trong nước đi dụ dỗ đi nói chuyện như người nào mà có vẻ có những người không bằng hàng ngày đâu, như vậy người trong nước thì đang mượn dài họ nó bắt đó là việc làm của người đó. Tôi cũng không hiểu biết gì, tôi nghe nói như vậy thôi. Thì có thể là một người nó bị dài dài bằng mở bị để nói cái gì đó thì mình vô tội vậy thôi, chứ bằng cái sức lực nữa tôi biết không làm gì được. Theo cơ quan điều tra ở Việt Nam thì họ cáo buộc rằng là ông Michael Phương Nguyễn và nhóm của ông đã thành lập tổ chức quốc nội Quật Khởi để bàn bạc phân công nhiệm vụ với các thành viên. Ông nghĩ sao về cái tổ chức quốc nội Quật Khởi này, có khả năng là ông Michael thành lập cái tổ chức này hay không? Ông có tin vào điều đó hay không ạ? Dạ, tôi nói thì chắc chắn là tôi không có tin. Bởi vì tổ chức Quật Khởi thì con người đứng ra mà trước con người đi có tổ động người đó. Người đó phải có cái bản lĩnh. Cái bản lĩnh trên Trần Phương thì không có bản lĩnh. Nó làm những việc về máy móc computer thì nó giỏi. Nó làm được, nhưng mà đi vận động mà thì phải dùng phương tiện, không có phương tiện. Tôi biết là dùng cho người đó. Tự nhiên là có được một ngàn, hai gì đó thôi. Và không có gì khác nữa. Thế thì tôi sẽ phải lắp nhặt tôi. Thì là không đáng kể. Để làm sao mà người vận động được. Rồi lại nó vận động chính phủ được. Không nói là ai nghe qua thì cũng gặp gì thế. Mà buộc nó là cái tội. Thì là họ buộc thôi. Thì tôi thấy cái việc đó rất là tầm thường, không có gì mà ngoài đại là. Thưa ông, nay thì cái bản án đã định rồi, tức là 12 năm tù giam và sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi thi hành bản án. Với bản án như vậy thì ông và gia đình có những cái dự định nào trong thời gian tới để tiếp tục vận động các cộng đồng Việt Nam ở nước Mỹ cũng như là vận động các dân cử, các chính giới Hoa Kỳ để mà làm cái điều gì đó về bản án này hay không? Thí dụ như là khiếu kiện hay là thay đổi bản án hay không thưa ông? Lương nói vậy, mình có nên vận động mà kháng án không đó hả? Dạ. Dạ. Tôi nghĩ rằng á, sau khi mà cái bản án được ban ra á, thì cái vị đại diện người mà phát ngôn của tòa trọng lý sự Hoa Kỳ đó nói rất là disappointment, nghĩa là họ rất thất vọng
vì cái bản án nó mù mờ quá và nó quá nặng đi. Thế nhưng mà họ không muốn họ tiếp tục, họ tiếp tục tranh đấu để mà đưa cho Phương được sớm trở về Hoa Kỳ. Đó là việc làm của họ. Còn tôi cá nhân tôi không làm gì được. Mà nếu nói rằng mà nếu kháng án là appeal đó, thì làm sao kháng án là bằng cách nào? Mướn luật sư nào mà luật sư nào mà cãi được? Bên Mỹ thì có người nào cãi được? Còn luật sư bên Việt Nam tôi không biết ai hết. Làm sao làm được? Tại vì tôi bây giờ coi như là chịu thôi. Nói về luật sư thì trong phiên tòa vừa qua thì có một luật sư do phía Việt Nam chỉ định, thì muốn hỏi rằng là gia đình đã có cái ý định là thuê luật sư riêng ở Việt Nam để mà cãi hay không, mà cuối cùng là một luật sư do chính tòa phía Việt Nam, do chính phía Việt Nam chỉ định, chứ không phải là của gia đình thuê, thưa ông. Thật ra tôi, ông làm một chữ nói trên tôi có đọc trong công an trên đấy, tôi cũng thấy là ông Nguyễn Văn Nghiên đó, ông nói là luật sư được chỉ định mà còn cãi cho ông Phương. Nhưng mà thằng luật sư được chỉ định, ông Phương muốn làm cái gì thì nói là với ông. Thì ông nói là ông biết, thì ông cãi. Mà tôi đâu thấy ông có tranh cãi cái gì mà nói tranh cãi gì cho Phương đâu. Ông nói là cái viên làm như vậy đó, cái viên đó là ý định của nó hay là gì không, nó mơ hồ lắm, đâu cãi nó chỉ là đâu. Thì ra tòa để mà nghe cái vượt đích cái án lệnh thôi, chứ đâu là nghe thôi, chứ đâu cãi được đâu. Như là làm sao mà biến thuê người ai mà nói cho tòa án trong nước nghe đâu. Tôi không biết người làm hết. Như vậy là trong vấn đề luật sư thì gia đình hoàn toàn không có cái chủ động trong cái vấn đề mà thuê mướn luật sư ở Việt Nam, ít nhất là ở Việt Nam, tại vì ở Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là không có vào Việt Nam để cãi được. Nhưng mà gia đình đã không có chủ động mà mướn luật sư riêng để cãi mà trông đợi vào cái luật sư do phía Việt Nam chỉ định ạ. Không, tôi thấy việc cãi ra thì biện hộ theo nên trong Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đó, biện hộ đó thì có thể có nói qua nói lại hoàn cãi được. Cho cái này thì nên nghe ra đó mà nghe trong tố kiện nó buộc tội rồi bộ tập đoàn quyết định và tòa án quyết định như vậy thì tôi thấy có một triệu thôi, không cái qua cái này mà không làm sao mà nói được như thế trong nước được hết. Không nói được, không nói được thì không chuyển đạt được tư tưởng của mình chuyển trong nước, mà trong nước không bao giờ nghe cái tư tưởng của mình hết, làm sao mà được được. Nên tôi nghĩ rằng không có kháng án được mà không làm gì được. Ông cũng là một người có sinh hoạt ở trong có nhiều kinh nghiệm trong cái sinh hoạt cộng đồng Việt Nam Houston, và cũng có những quan hệ với các những người lãnh đạo trong các cộng đồng người Việt ở nhiều nơi. Vậy thì ông có nghĩ rằng là sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi cộng đồng Việt Nam vận động để mà có thể trục xuất ông Michael Nguyễn sớm hơn, như là các cộng đồng Việt Nam cũng đã vận động thành công trong cái việc mà để Việt Nam thả hoặc là trục xuất nhiều cái nhà bất đồng chính kiến từ trước tới nay hay không, thưa ông? Dạ, chưa có. Nhiều lắm ở trên này, bên này bên cộng đồng bên này rất là chú trọng vấn đề đó, rất là thương của Phương và cộng đồng. Và những cái petition đó, những cái mà kêu thành viên đó, thành viên thư đó, giờ này tôi biết là trên 100.000 người đã ký đây vào thành viên thư đó để mà yêu cầu nhà nước cộng sản ở trong nước để khoan dung và xét bất động đại để mà trả tự do cho Minh Vương. Nhưng mà tôi đâu thấy ai để ý đâu. Rồi bao nhiêu người tổ chức hôm nay biểu tình cũng có rồi, phỏng vấn cũng có rất nhiều người mà cũng không gây đâu, ai gây đâu hết á. Tự như là nước đổ ra môn gì thì làm sao mà ai đấy nước cảm ơn người đó. Nhưng kể cả các ông các vị dân biểu rồi thượng nghị sĩ rồi ông ngoại trưởng rồi, tất cả làm được đủ thôi, được lúc đủ thế là mà xin can thiệp vào đó mà công ty không được gì hết. Tới giờ thì chưa thấy gì hết. Tôi xin đây nói mở mờ là đây sao cái trial đó,
ở tòa đó, rồi thì sẽ được tổng chức đi về Mỹ. Nhưng mà nó đi thụ án, hết thụ án rồi mới về biết chừng nào. Mình án mà bán là 12 năm, mà thụ lý án rồi, 2 năm mình biết còn sống rồi, sẽ chết. Thật ra cái việc đó là mơ hồ. Thật ra tôi không có hy vọng gì hết. Tôi mong rằng bên trên ở trong nước xem một cách rộng rãi và thấy rằng cái tội là không đáng gì hết thì hủy bỏ và bỏ cho đi về. Vậy đó là tôi nghĩ vậy. Thế còn để chờ thi hành nó bản án rồi đi về thì cũng như xong rồi. Ông có nói chuyện với lại gia đình riêng của ông Michael Phương Nguyễn hay không? Và theo ông ghi nhận thì gia đình, vợ con của ông Michael Phương Nguyễn hiện nay thì cái tâm trạng như thế nào thưa ông? Thì bà mấy, tôi nói chuyện với ông Xuôi, tôi cho là ba của cô dâu đó, cũng qua bên làm tập tư ở bên này, mấy tôi không ở đây, luôn có bàn chuyện với nhau, nhưng mà cũng không làm gì được hết. Còn mấy đứa con cô dâu tôi, mấy đứa con tôi qua đây khóc khóc vậy, thì tôi cũng thì khổ hơn thêm. Tôi chỉ giúp cho nó được chút ít tiền bạc đó, cho nó lo gì kiểu dầu đi tới đi lui thôi. Chứ còn đâu có bàn gì đâu, đâu có gì chính gì để mà tôi không đi ra được đâu. Và tôi nói, ở bên đó, cũng như bên này, bên đây chỉ là những các dân biểu, nghệ sĩ, để mà can thiệp vào. Bên này cũng đã làm rất nhiều, bên kia cũng làm rất nhiều. Nhưng mà tôi thấy là đâu có lượng chứ. Không biết ảnh hưởng về sau này như thế nào chứ. Tại vì hôm nay tôi thấy rằng họ xử như vậy là ngoài năng báo nghĩ đến cái việc mà cũng chưa nghĩ đến cái việc mà cho được được. Nếu mà có một cái lời nào tới trực tiếp tới là tới chính quyền Việt Nam vừa mới xử ông Michael Phương Nguyễn thì ông sẽ nói điều gì thưa ông? Giờ tôi muốn nói đến điều đó thì tôi cũng mong rằng người dân cầm quyền trong nước hiểu rằng tôi là cũng là một người chiến sĩ. Tôi có một người đã giao tiếp rất nhiều với những tù binh. Tôi là người đã mà có lần đã được làm cái chức quyền cái thằng quay tù binh trong Việt Nam đó. Việt Nam là chúng tôi toàn quốc trên 40.000 người tù binh. Tôi là chủ khối tù binh bộ ở đó. Và tôi đã tham dự hội nghị và làm ba đây để mà ban giải việc và trao đổi tù binh. Và tôi nói cho ông biết rằng tôi dùng ở trong Việt Nam Cộng Hòa một chính sách rất là khoan hồng. Không phải khoan hồng đối với người triệu hồi ra một người khác, mà đối với những người tù binh. Tôi có hỏi, tôi đã nói rằng các anh là người trại viên, đừng nói với tù binh, đừng nói gì bắt đầu. Nên tôi là người giữ trại, tôi chúng là làm sao khi mà thánh bình trở lại, khi mà hòa bình trở lại. Nghĩa là chúng tôi nói là hòa bình đó, thì các anh trở về được khỏe mạnh, được đầy đủ sức khỏe. Tôi đối với họ rất là hoàn toàn trong bầu. Mấy chục ngàn người mới đó nhiều người rất là nghe là tôi nói và họ ngoan ngoãn, họ tự nhiên mà họ bất bả, họ đúng đức, sợ họ nghe biết hết thì họ biết rằng trong Việt Nam không có cái thù, không có gì khác gì trong cái gì đó. Vì họ là người chịu ý rằng họ cũng là người yêu nước của họ, yêu nước là vì người cộng sản yêu nước, người quân gia yêu nước khác, tôi giỡn nước khác. Đó là vì riêng, còn cái trái dân họ, thật tình là họ là người yêu nước họ làm. Nhưng mà họ bị hết siêu đặt rồi, thì tôi gọi họ là muốn là một nạn nhân của chiến tranh thôi. Chứ không phải thù, kiếm ý chuyện để mà gài họ, đổi họ, kéo dài hơn, không có làm gì đó. Tôi là người quay tù nhất nhiều, tất cả biết mà. Tất cả phải dần dần đi biết mà. Tính tôi từ chi tiết, chứ không phải không. Và tới giờ không chót mà người biết tôi nghĩ rằng nếu tôi ở lại được thì chắc chắn rằng ở em trong nước là không có nhiều trả thứ được hết. Vì họ đâu có nói rằng tụi tôi lập tác với tụi mình, tôi không làm lập tác, tôi rất là tốt, vẫn là dân mạng. Thành ra thì đó mà tôi không định nhiên một viên, mà giờ không định ở lại mà chắc chắn rồi đó.
Nhưng mà tôi đứng cuối cùng giúp người ta và tôi đi xuống chỗ tàu, rồi tôi xuống thuyền mới đi được thế thôi. Tôi đi trong lũ, gần một đàn cầu, gần một bước phục mà. Nên tôi phải đi chạy tạm đấy không? Nhưng mà cái số mình không bị chết ở Việt Nam, thì ra ra ngoài thì phải làm việc thôi. Chứ còn không bao giờ, tôi nghĩ rằng sẽ trở về lúc đó Việt Nam một ngày nào. Tôi nghĩ đó. Bởi vì tôi về lúc đó thì phải có cuộc chiến tranh nữa. Mà cuộc chiến tranh nữa bây giờ thì không nên làm. Tôi có thể nói là chiêu hồi nữa đi về. Tôi ý rất là một ý em cho mình làm của ông người Tổng thống Trump là giúp cho họ ra thoát ra khỏi cái đảng mất nhất vào tay của Trung Cộng. Đó là điều rất là tốt. Chứ còn nếu mà có thể mà đánh lại mà cái ông nội đổi chú lắm thì tôi nghĩ là đừng có thể làm vậy. Đừng có thể làm gì đó. Bởi vì không muốn lo máu nữa. Đó là ý tôi rồi vậy. Thì tôi đang nghĩ như vậy thì là đời làm của tôi. Đứa con tôi đi về lật đó đâu. Mà không có nghĩa đó. Mà tôi không thấy được nó bàn thì tôi làm hết. Làm sao mà tôi tin được là cái việc làm là tội lỗi và lật đó đâu. Cái gì là khác, mà cái việc làm là khác. Giờ đây thì ông Michael Phương Nguyễn đã có bản án 12 năm. Thì cũng không biết là tới bao giờ ông mới có dịp liên lạc trực tiếp với lại ông Michael Phương Nguyễn. Nhân đây thì nếu có lời nào mà để nói trực tiếp với con trai của ông Michael Phương Nguyễn, ông có thể nói điều gì thưa ông? Dạ, tôi không biết nói gì hết. Tôi hy vọng là trong cái buổi phỏng vấn này thì ở trong nước cũng được nghe và nghe biết cái lòng của tôi là mong muốn rằng nhân dân miền Trung nước phải nhìn một cảnh tượng rộng rãi, cũng cảnh một cảnh xây dựng. Nếu mà nó có những điều mà nó hiểu điều sai như cái việc làm Trung nước thì cũng phải bỏ qua cho nó đi, vì do công cụ lỗ xích làm gì hết á. Chứ còn đem ra mà bỏ tù nó thì cũng không lợi lộc gì đâu, mà bỏ tù nó thì cũng khổ như thế thôi. Thành ra ở trong nước rộng rãi như vậy thì tôi cũng cảm ơn. Chứ tôi không có biểu phải thả ngay, biểu là điều mà tôi không nhận nói. Đó là việc nói một cái biểu thả ngay là được, thì không được. Thì tôi cũng mong muốn ở trong nước thu xếp rộng rãi và ngó qua chuyện lỗi lầm. Nếu có nhỏ thì bỏ nó qua đi. Thế mà tôi nói, tôi sống lại như thế nào như thế đó. Cũng như bao nhiêu người khác cũng như vậy. Trong cái góc độ của một người cha thì nếu có điều gì đó nói với ông Michael Phương Nguyễn, ông sẽ nói gì với anh ấy ạ? Tôi muốn nói rằng, tôi nói rằng con có làm cái gì, con phải nói thật. Con phải làm gì nói thật, đừng có chối. Mình làm có làm, mình làm sai mà mình không biết, cũng phải nói. Tôi làm là, nhưng bây giờ nói là sai, mà tôi cũng biết nói là sai. Tôi nghĩ là mình làm là tốt là xây dựng. Nếu mình nghĩ vậy thì tôi thẳng cho nó, rồi mình làm cũng xây cho mình. Chứ còn mình làm rồi ta bảy từ ba rồi. Tôi bị bắt rồi, nói là tôi không có làm một cái. Thì bà nó mắng con người đó. Mà mình là hèn đó. Mình làm mà mình không có làm là hèn. Mình làm mà mình dẫn. Mà mình biết dẫn cho nó dùng cái phương tiết kiện. Cái án mình như thế nào cũng phải chịu. Rồi mình làm mà mình ngớ hồ mà nó biết vậy. Thì đâu có xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa ông. Xin chúc cho ông và cũng như là gia đình được may mắn, bình an trong những ngày tới thưa ông. Dạ, tôi cũng cảm ơn ông Lân đã nói qua những câu đó. Tôi rất tiếc vì cái giọng nói của tôi bị nó khàn đi. Mình lớn tuổi rồi mà ráng nói vậy chúng cũng lớn được tập kiếm và nghe không có. Tôi mong rằng những lời nói chung chân thật của tôi thì làm thế đến cho tất cả những người mà quan tâm đến ông Phương là tôi cảm ơn cái đó. Mà nếu đứng nước mà quan hồng chứ bỏ qua cho nó, tôi cảm ơn nữa. Và tôi nghĩ rằng nếu việc là
làm mà nên làm tốt thì các ông nên làm dùng, chứ còn mình chuyện nhỏ mà làm lớn thì nó đều tổ chức cho nó, vì nó cũng con người, nó cũng có những cái sở trường của nó. Thực tế ra tôi mong như vậy thôi, chứ tôi không có mong gì khác, không có đòi hỏi ông thích mong gì hết. Tôi sẽ tham ăn lần và tôi nói anh ấy lần nghe tôi nói lời lần cuối cùng trong những ngày này, vì giờ thật tình ra giờ là tôi giờ chúng tôi không biết mình ngày nào mình còn sống hay là mình đi, nhưng mà tôi mong rằng những người nào được tốt đẹp trước khi chúng mình chia mặt. Thế là rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn ông và xin chào ông ạ.